Bình an và nhiều hạnh phúc. Xin mời các chị ra nhảy với vũ điệu cha cha cha. Bye.
nay rất nhiều. Giờ nắng nóng mà anh hát bài thưa nghe nó mát quá. Bệnh viện thì xin cảm ơn anh Việt Thắng và chị Thanh Châu có một biết nhé, và vợ chồng của anh Bích Đạt Thành Tâm.